coi có thể chính là chùm ma túy khét tiếng. Từ trước tới nay, người ta vẫn mặc nhiên cho rằng Satoshi Nakamoto là người đàn ông bí ẩn đứng sau Bitcoin, đồng tiền điện tử đầu tiên trên thế giới. Sở dĩ tên của nhân vật này được nhắc đến là do đã xuất hiện trong giao dịch Bitcoin đầu tiên, với người thừa hưởng là Han Finney, một nhà lập trình game, và cũng nằm trong số những người tâm huyết nhất với đồng Bitcoin. Thế nhưng bản chất Satoshi Nakamoto là ai, thì không một người nào có thể xác định được mã danh ấy kể từ đó tới nay được nhắc đi nhắc lại, và thậm chí được coi như một huyền thoại. Cuộc truy tìm tung tích Satoshi Nakamoto Năm 2014, phóng viên tờ Newsweek thực hiện một cuộc truy tìm danh tính người sáng lập ra Bitcoin. Cuối cùng, một người đàn ông châu Á với mái tóc bạc có tên D-O-R-I-A-N-S-N-A-K-A-M-O-T-O lọt vào diện tình nghi. Ông Nakamoto có nhiều năm làm việc như kỹ sư, và có đời tư khá khép kín. Tuy nhiên, Người đàn ông khi đó đã 70 tuổi này thừa nhận với một vài phóng viên rằng chỉ mới nghe tới Bitcoin vài tuần trước, ông cũng khẳng định không phải người sáng lập, cũng không quản lý, không tham gia vào thị trường tiền ảo. Vào năm 2016, cuộc điều tra chuyển hướng sang một doanh nhân người Úc là Greg Wright khi anh này bất ngờ tuyên bố mình chính là người tạo ra Bitcoin và bắt đầu cung cấp những bằng chứng thuyết phục. Thậm chí nhà phát hành Bitcoin thời bấy giờ là Gavin Andresen cũng khẳng định tới 98% rằng Wright chính là Satoshi Nakamoto. Tuy nhiên lời khẳng định trên đón nhận nhiều ý kiến trái chiều, gây ra sự hoài nghi lớn trong cộng đồng tiền ảo trực tuyến, và thậm chí thu hút cả FBI vào cuộc. Giữa tâm điểm của tranh cãi, Wright bỗng nhiên xóa bài đăng của mình và đưa ra lời xin lỗi khó hiểu. Tuy nhiên rõ ràng ông không phải là cha để thực sự của đồng Bitcoin. Gần đây, nhiều đầu mối, bằng chứng lại hướng tới một cái tên hoàn toàn khác, nhưng khá logic và thuyết phục. Đó là Paul Rus, một tội phạm buôn ma túy và đã ngồi tù từ năm 2012 cha đẻ của Bitcoin là một tội phạm. Trước khi trở thành tội phạm, Paul Ruth từng là một lập trình viên xuất sắc và có nhiều ý tưởng riêng. Lai lịch của nhân vật này có rất nhiều điểm tương đồng với Satoshi Nakamoto. Điều đầu tiên khiến cộng đồng mạng chú ý nằm ở tên đầy đủ của Paul, là Solosi Candle Ruth Paul, chứ Solosi và Satoshi nếu nhìn qua sẽ thấy rất giống nhau. Bên cạnh đó, sở thích về lập trình và mã hóa của hai nhân vật này cũng không kém phần đáng nghi. Cụ thể như theo Wikipedia, vào năm 1997, Pau tạo nên E4M, phần mềm có khả năng mã hóa toàn bộ ổ đĩa. Trước đó, ông từng là lập trình viên xuất sắc về ngôn ngữ lập trình C++, Satoshi cũng vậy. vào ám ảnh về mật mã, quyền riêng tư và những trò cá cược online, Satoshi cũng được biết đến với những sở thích tương tự. Trong số những bằng chứng thuyết phục nhất cho thấy Paul Leroux có thể chính là người sáng lập Bitcoin, không thể không nhắc tới việc tên tội phạm này sở hữu tới một triệu Bitcoin được cất giấu trong ổ cứng cá nhân. Tuy nhiên, nó đã bị đóng băng và không một ai có thể truy cập. Cũng như lấy đi, nhiều người tin rằng nó đã bị mã hóa bởi e 4 mở do chính gã tạo ra. Việc một tên tội phạm yêu thích lập trình sở hữu nhiều Bitcoin đến thế là một điều dễ hiểu, bởi giao dịch tiền ảo từ lâu đã được gắn liền với các hoạt động tội phạm. Tuy nhiên, cũng có cách lý giải khác cho rằng chính gã là người tạo ra Bitcoin, và số tài sản một triệu ban tổ chức trong ví là để đợi tới khi chuyển ra tiền mặt. Một số đồng nghiệp cũ của Paul cho biết họ bị thuyết phục bởi chi tiết này và tin rằng chính Paul là người đã tạo ra Bitcoin. Năm 2011, Satoshi bỗng nhiên biến mất khỏi các hoạt động giao dịch Bitcoin. Đây cũng chính là năm Paul chuyển từ phát triển phần mềm sang vai trò ông chủ của một nhóm buôn ma túy, và bị bắt ít lâu sau đó. Tuy nhiên, bấy nhiêu vẫn chỉ là những giả thuyết được đặt ra với một chút logic và lập luận. Việc minh chứng xem gã tội phạm vùng Rhodesian có phải là người sáng lập ta Bitcoin hay không vẫn chưa thể được làm rõ do thiếu đi những bằng chứng cụ thể, hay lời thú nhận từ một nhân chứng sống nào đó đây có thể chưa phải là lời giải cho tất cả bí ẩn liên quan tới đồng tiền ảo giá trị nhất mọi thời đại và bóng ma satoshi nakamoto phía sau nó nguyễn nguyễn